Kính thưa quý vị, để mở đầu cho các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí ngày hôm nay là một phần tin cho hay. Liên Hiệp Quốc quan ngại về luật pháp của Việt Nam. Hôm ngày 8 tháng 12, Ủy ban chống tra tấn Liên Hiệp Quốc chính thức ra văn bản bày tỏ lo ngại về những quy định trong luật của Việt Nam. Theo đó, những quy định này cho phép các giới chức Cộng sản Việt Nam có thể thực hiện việc tra tấn người dân mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc chỉ phải chịu những án phạt quá nhẹ. Văn bản này dựa trên cơ sở xem xét báo cáo quốc gia và kết quả phiên điều trần đối thoại với Chính phủ Cộng sản Việt Nam vào hôm 14 và 15 tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng luật pháp của Việt Nam khá mơ hồ trong việc định tội cho công dân của nước mình. Trước đó, tại buổi điều trần ở Liên Hiệp Quốc, Việt Nam đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Việt Nam có nhiều vụ công an tra tấn người dân. Đại diện Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nói rằng tỷ lệ phạm nhân chết trong trại giam chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ ở mức 0,3% tổng số phạm nhân và chủ yếu các trường hợp do chết là bị mắc bệnh hiểm nghèo trước khi vào trại. Thưa quý vị, nhiều nhân viên y tế tại Việt Nam được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn. Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam vừa có kết luận thanh tra về việc tuyển dụng nhân viên, bổ nhiệm quản lý, nghỉ hưu, thôi việc giai đoạn từ tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 6 năm 2018 của 19 ban ngành trực thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Kết luận này nêu rõ có rất nhiều nhân viên y tế hiện nay không đủ trình độ chuyên môn, hoặc cũng có rất nhiều trường hợp được bổ nhiệm không đủ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định. Tại một số bệnh viện, có quá nhiều các phó phòng hoặc nhân viên quá tuổi quy định vẫn còn làm việc. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng ở một số nơi còn tồn tại nhiều vấn đề như thông báo tuyển dụng chưa đầy đủ nội dung, đưa ra quyết định xét tuyển nhân viên khi chưa hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, và cách tính điểm tuyển dụng còn nhiều sai sót. Vì vậy, Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm để xử lý các cơ quan, cá nhân thực hiện không đúng pháp luật về những nội dung vừa nêu. Bộ Y tế cũng cần xem xét lại điều kiện đối với các trường hợp được tuyển dụng hoặc được bổ nhiệm quản lý để có được lực lượng nhân viên y tế chất lượng hơn. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì có thể cảnh sát Đức đã ngưng truy nã tướng công an Đường Minh Hưng. Vắng bóng trước công chúng một thời gian khá dài, Trung tướng Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng bất ngờ xuất hiện trong buổi lễ công bố các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hôm ngày 7 tháng 12. Được biết, ông Hưng hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an Cộng sản Việt Nam. Hồi tháng 5 năm 2018, một tờ báo Đức cho hay cảnh sát Đức đã phát lệnh truy nã tướng tình báo Công an Cộng sản Việt Nam Đường Minh Hưng từ đầu tháng 10 năm 2017 vì ông này đã đóng vai trò chỉ huy trực tiếp trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 tại công viên ở Berlin. Kể từ thời điểm bị truyền thông Đức công bố cáo buộc là kẻ trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Thanh, người ta thấy ông Hưng bật tin trên truyền thông Việt Nam. Việc tướng Hưng công khai xuất hiện trở lại được giới quan sát suy đoán là có thể vì Hà Nội và Berlin đã dàn xếp được khủng hoảng ngoại giao song phương trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có thỏa thuận xóa lệnh truy nã đối với ông Hưng. Phi trường tư nhân Vân Đồn đủ điều kiện để hoạt động. Ngày 8 tháng 12, Hội đồng nghiệm thu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã có buổi kiểm tra các điều kiện tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Tại buổi kiểm tra này, các thành viên Hội đồng nghiệm thu khẳng định những điều kiện như chất lượng công trình, an toàn cất và hạ cánh, trang thiết bị phục vụ bay, phòng cháy chữa cháy, môi trường của cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đều bảo đảm theo tiêu chuẩn. Dự kiến công trình sẽ đưa vào khai thác cuối tháng 12 năm nay. Với vị trí chiến lược, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của vùng Đông Bắc nói chung. Được biết, cảng hàng không này được khởi công từ năm 2015 tại huyện Vân Đồn ở Quảng Ninh trên diện tích 325 hectare, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỷ đồng. Đây là cảng hàng không đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế và Phi trường Quân sự cấp 2. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí tiếp theo cho hay, bộ phim Mary Queen of Scots sẽ chính thức phát hành trên toàn cầu vào ngày 21 tháng 12. Trong phim Mary Queen of Scots, vai chính đã được giao phó cho nữ diễn viên Saoirse Ronan.
Phim có nội dung kể về mối quan hệ giữa nữ hoàng Mary của Scotland và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc do nữ minh tinh Margot Robbie thủ vai. Nữ hoàng Mary bị buộc phải thoái vị vào năm 1567 sau khi bị cáo buộc sát hại Đức Lang Quân của mình. Bà bị hành quyết ở Anh Quốc vào năm 1587. Vào tháng trước, hãng phim Focus đã quyết định hủy bỏ buổi công chiếu bộ phim này trong đêm bế mạc Đại hội Điện ảnh American Film Institute Festival tại thành phố Hollywood, nhằm để bày tỏ sự tôn kính đối với các nhân viên cứu hỏa cũng như những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng ở hai miền Nam Bắc của tiểu bang California. Thưa quý vị, Kendrick Lamar, Drake và Brandy Kelly đứng đầu danh sách đề cử giải Grammy. Danh sách các nghệ sĩ nhận được đề cử của giải Grammy đã được ban tổ chức công bố với khán thính giả hâm mộ vào ngày thứ Sáu 7 tháng 12. Năm nay, Kendrick Lamar, Drake và Brandy Kelly đã vượt qua tất cả các nghệ sĩ nổi tiếng khác trong làng âm nhạc thế giới, sau khi nắm trong tay nhiều đề cử nhất tại buổi lễ trao giải Grammy Awards thường niên lần thứ 61. Kendrick Lamar nhận được 8 đề cử, trong khi Drake hân hạnh được đề cử ở 7 hạng mục khác nhau. Nữ ca sĩ Brandy Kelly thì nhận được 6 đề cử. Album mang tựa đề Hers Do, đích thân cô sáng tác và trình bày, đây được kỳ vọng mang về danh hiệu Best R&B Album, Album of the Year và Best New Artist. Người chiến thắng năm nay sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 2 sắp tới. Và bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Top News cùng với Gia Ân và Thi Nhung. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.